Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 7 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là cái bài số 3, các góc hợp bởi giữa hai cái đường thẳng cắt nhau. Các góc tạo bởi một cái đường thẳng cắt hai cái đường thẳng. Được chưa ạ? Rồi, thì mình sẽ nói về vấn đề gọi là góc sole trước, góc sole trong. Được chưa ạ? Sole. Rồi. Nhớ góc sole nha các bạn. Rồi, góc sole là như thế nào? Thì bước 1, tất cả các bạn kẻ hai cái đường thẳng bất kỳ. Đó, đường thẳng này là đường thẳng A, đường thẳng này đường thẳng B, và một cái đường có một cái đường thẳng thứ ba cắt hai cái đường thẳng A và B. Được chưa ạ? Thì mình ký hiệu đây là góc A. Đây là góc B. Thì nhớ đặc điểm đây, hai cái đường thẳng cắt nhau tại một điểm, hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì luôn luôn tạo ra bốn điểm, mình ký hiệu một, bốn đỉnh, một góc, hai góc, ba góc, bốn góc. Được chưa? Một góc, hai góc, ba góc, bốn góc. Rồi, vậy góc sole là gì, sole trong là gì? Thì rất đơn giản thôi, các bạn nhớ chữ Z đây, đây chữ Z, chữ Z góc này, chữ góc này gọi là sole, vậy thôi. Được chưa? Sole trong. Được chưa? Hình dung chưa? Được chưa? Nếu mà chỉ giác ngược lại. Đó. Đây, vậy là góc này và góc này. Đó. Đây là giác nè. Góc này và góc này gọi là sole trong. Được chưa? Sole hay nói nôm na một góc bên đây, một góc bên đây gọi là sole, vậy thôi. Một góc bên đây, một góc bên đây. Còn trong là gì? Trong là trong giữa hai cái đường thẳng mình nè. Yeah. Trong giữa hai đường thẳng. Đó, được chưa? Hay nói nôm na sole trong là cái chữ Z đó. Rồi, chữ Z góc này bằng góc này. Vậy thôi. Nhớ, góc là được tạo bởi góc là được tạo bởi hai cái đường thẳng cắt nhau tại một điểm nha. Rồi, vậy thì vô đây, như vậy thì vô cái hình này thì các bạn sẽ biết được góc nào sole nha. Muốn biết góc nào sole với góc nào thì các bạn chỉ cần vẽ chữ chữ Z đây. 1 đường, 2 đường, 3 đường. Rồi, vậy góc này chứ góc này gọi là, vậy là góc số góc A4 và A3 là B2 chứ B2 là hai góc sole trong. Được chưa? Rồi, chỉ viết ngược lại. Đây đây đây, vậy là số 1 với lại số 3, vậy là A1 sole với B3. Các bạn hình dung chưa? Hai góc sole là gì? Hai góc sole thì các bạn chỉ cần nhớ chữ Z thôi. Góc này sole góc này gọi là sole trong, hoặc là chữ Z ngược lại. Ừ. Chữ Z ngược lại. Đó. Góc này sole với góc này. Các bạn hình dung chưa? Gọi là hai góc sole. Đó, hai góc sole hay nói nôm na là có hai đường thẳng bất kỳ, có một đường thẳng cắt. Rồi sole là bên đây với bên đây, trong là ở trong, vậy thôi. Đây chữ Z, khỏi mảng chữ Z. Hoặc là góc này sole với góc này cũng chữ Z. Được chưa? Gọi là hai góc sole các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn gọi là hai góc đồng vị nha bạn. Các bạn, hai góc đồng vị. Sau bài này mình sẽ hướng dẫn hai góc đồng vị. Mong các bạn theo dõi tiếp đoạn clip sau của mình nha. Rồi có những cái ý kiến gì các bạn có thể comment, mình sẽ giải đáp lại sau. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái bài số 3 ngày luôn, nhưng mà gọi là hai góc đồng vị nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.